Chào cả nhà trở lại. Phong thủy nước ta đang kém, chính phủ đã rất nỗ lực, nhưng cần sự đồng lòng từ tất cả người dân của cả nước. Kinh tế vốn chưa phục hồi hẳn, giữa năm mưa ế ẩm, bão và lũ lụt do thiên tai, mạng xã hội thị phi do tập khí bất thiện. Nhiều người không chuyên tâm làm ăn, không thấy được phong khí tốt từ xã hội. Trong lịch sử xưa kia, mỗi khi thế giới chuyển vận, biến động từ kinh tế, từ thiên nhiên, từ thiên tai trên cả hành tinh này, từ năm 2024 vào 20 năm vận chính do Cửu Tử hành hỏa quản, năm 2024 năm Thìn do Thủy Thổ quản. Thủy vượng là nước tràn lan, là lòng tham con người. Nếu không phục được tâm tham, 2 năm tiếp theo do hỏa quản lại vào vận hỏa, từ lòng tham chuyển sang sân giận tột độ. Đại nạn là đấu tranh, cạnh tranh, chiến tranh, từ trong nhà, xóm làng đến cả quốc gia. Phong thủy nước ta đang không tốt, chư vị cần lòng tin vào cơ quan chức năng, cần lòng tin vào chính mình, tu sửa giảm tâm tham đi, đừng để bị thông tin bất thiện từ mạng xã hội quấy nhiễu. Một người một nhà có tâm thiện sẽ thay đổi từ trường trong chính ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà có từ trường lành là hạt giống lan tỏa đến một xóm làng, một thành phố, một quốc gia. Chư vị nên biết, sinh ra và sống ở nước ta là một duyên lành, vì thế không nên so sánh. Kinh Phật có câu, cảnh vật không tốt xấu, tốt xấu tự trong tâm. Thế giới đang nóng lên, trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu toàn cầu, từ sự khai thác tài nguyên và khí thải của con người gây nên, kéo theo là băng tan, sóng thần, bão lũ, thời tiết khắc nghiệt. Mỗi 10 năm trái đất chúng ta nóng thêm 0,2 độ C, thì trong tương lai không xa, con người không thể sống trong chính hành tinh này. Con người chúng ta thật nhỏ bé với thiên nhiên và cả trong vũ trụ bao la. Vũ trụ bao la rộng lớn này, chính chúng ta chiêu cả những họa phúc. Những họa phúc có được từ tạo tác trong quá khứ, nhân quả không sai lệch. Tâm tánh hành vi của con người thời nay dễ nổi nóng sân giận. Chúng ta dễ bị lôi kéo lên sàn diễn của thị phi nhân ngã rồi tạo oán. Oán từ cố tình và vô tình. Vô tình là chúng ta tham gia thị phi của người khác, nói lời bất thiện, dù chuyện ấy không mang lại lợi ích gì cho mình, chỉ vì chấp ngã mê mờ. Oán nên giải, không nên kết. Trái đất nóng lên là họa từ thiên nhiên, tâm tánh nóng giận là họa tạo tác từ nghiệp. Thay đổi cách sống, bảo vệ tài nguyên là giảm họa từ thiên nhiên. Ngồi thiền là phương pháp đơn giản giảm đi sự nóng giận. Họa từ danh lợi, phong khí xã hội rất kém, thiện ít bất thiện thì nhiều. Từ người trẻ đến người lớn tuổi say mê mạng xã hội, bị thị phi nhân ngã lôi kéo. Người tạo nghiệp bất thiện là chuyện của họ, ta phê phán phê bình đã kích, làm tâm mình nhiễm ô. Ta không phải họ, ta không có ở trong câu chuyện của họ, ta không phải cha mẹ của họ, ta không phải người bảo ban giám hộ họ. Ta phê bình như thế khác nào thêm oán. Trước kia có một người thanh niên nghèo khổ, nhưng giữ đạo sống thiện lương, chí tâm làm ăn không tiêu hao hoang phí. Sau một thời gian trời thương gặp được quý nhân giúp đỡ, làm ăn phát đạt, tiền của rất nhiều. Khi ấy bắt đầu đổi tánh khí, cống cao ngã mạn, mua sắm vật chất xe cộ đắt tiền, xe cộ gần 20 chiếc, nhà cửa có vài căn. Và thế là không lâu sau, liên quan đến tệ nạn, pháp luật can thiệp, tài sản mất hết. Đó là trường hợp của một vị gia chủ trẻ tuổi Khải Toàn đã chứng kiến. Sống trong phước không biết bị phước làm cho mê mờ. Cũng tương tự thế, vài vị sư thầy thuở ban đầu xuất gia vì chân lý cao đẹp cầu giác ngộ, vì nhân duyên đã chín mùi. Nhưng sau vài mươi năm tu tập nhất tâm tu hành, được chức to, được chùa lớn, tiền cúng dường chúng sanh vô số kể. Khi có quá nhiều danh và lợi, sự tu hành ngày một nhạt đi, nghiệp chướng, ma chướng, oán chướng vây quanh, tâm tham sân nổi dậy, oán gia ngăn ngại, gây nên những việc làm không phù hợp với đời sống thực tại. Dù việc không hợp đạo của vị sư thầy,
hay việc trái lý của người thanh niên giàu có phạm pháp, đó là chuyện của họ, không phải chuyện của ta. Chúng ta không có quyền phê phán. Nhân quả mỗi người tự gánh lấy. Phê bình người khác không chỉ làm miệng mình kém đi, tự hạ thấp mình hơn, tạo thêm oán gia, tiêu hao công đức mà không hay. Tiền bạc chúng ta tích lũy từ rất nhiều năm, nhưng có thể bạn xấu đến rủ tiêu hao hoang phí chỉ một buổi, chỉ trong vài giờ. Công đức cũng như thế, công đức được tích lũy qua rất nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhưng có thể đốt sạch công đức qua một lời nói bất thiện. Lời nói bất thiện xuất phát từ ý. Ý nghĩ bất thiện dẫn đến hành động bất thiện và lời nói bất thiện. Thường xuyên như thế là tích lũy nghiệp ác vào tạng thức, cái kho chứa mọi chủng tử từ vô lượng kiếp. Một người có nghiệp bất thiện như thế không thể nào có phong thủy tốt, vì từ trường ngôi nhà là suy khí. Tu sửa theo kinh thập thiện là pháp môn đơn giản, thay đổi vận khí cho bản thân, cho ngôi nhà, thay đổi vận khí cho xã hội đang sinh sống. Nên nói, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Dân chúng ta cần đồng lòng vượt qua khó khăn này. Phong thủy nước ta tuy đang kém, nhưng sự nỗ lực của lãnh đạo chính quyền là tín hiệu tốt lành. Bác lãnh đạo nước ta viết, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cho thấy sự quyết tâm cho xã hội tốt đẹp hơn. Dù chính phủ có nỗ lực đến nhường nào, nhưng vẫn cần mỗi người dân chúng ta chung tay góp sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn minh và đồng lòng vượt qua. Tuy nhiên, trái với sự tích cực, phong khí xã hội hiện nay rất kém. Hiện tại cực đoan nhiều, rất nhiều người tham gia thị phi, phê bình phê phán người khác. Chúng ta bị thông tin nhiễu loạn từ nhiều phía, bị mạng xã hội lôi kéo tâm ý như một đứa trẻ, bảo làm gì làm nấy. Dùng mạng xã hội của nước khác tạo sự chia rẽ những người dân trong nước mình, thật đau lòng. Mãi tham gia thị phi trên mạng xã hội tạo thêm oán, còn đâu tâm trạng chí thú làm ăn, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ, nói chỉ đến dành thời gian tu sửa tâm thân. Nói đến sự đồng lòng, chúng ta có thể lấy sự kỷ luật và đoàn kết trong quân đội làm gương. Có thể lấy hình ảnh những gia đình người Việt gốc Hoa làm hình mẫu. Họ đồng lòng từ gia đình, từ một khu phố, đến cả một chợ lớn, một quận, một vùng. Họ làm việc ngày đêm cần mẫn, ít khi phiền hà, ôn hòa với hàng xóm. Đó là những hình ảnh của sự đồng lòng gắn kết. Sự gắn kết từ một vài người, một vài gia đình, một xóm, một quận, một thành phố. Có như thế xã hội nước ta mới có thể vươn lên. Nếu chư vị mong muốn xã hội ta có phong thủy tốt, Khải Toàn xin chư vị mở rộng tâm lượng, lượng lớn phước lớn. Cái gọi là phong thủy tốt thật ra vô cùng đơn giản. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, sống thiện. Thay đổi vận khí quốc gia như thế nào? Phong thủy quốc gia chịu ảnh hưởng bởi thế giới, thế vận, quốc vận, rồi đến gia vận, tức là gia đình, cuối cùng đến vận mệnh một cá nhân. Một cá nhân có vận mệnh tốt như thế nào cũng chịu lệ thuộc bởi vận của quốc gia và thế giới. Tuy nhiên, chính vì sự liên kết như thế, muốn phong khí một quốc gia hưng vượng, bắt đầu từ một gia vận, mỗi gia đình là một xã hội thu nhỏ có những thành viên. Ví như chính mỗi chúng ta là một vũ trụ chất chứa tất cả những tế bào bên trong. Chúng ta sống phải biết ơn và là người có đạo. Đạo làm người là biết ơn với hành tinh mình sinh sống, với quốc gia mình sinh sống. Chính phủ có nỗ lực cho người dân cuộc sống tốt như thế nào, vẫn cần mỗi người chung tay đồng lòng gắn kết. Hướng đến điều thiện, lìa điều ác. Người bình luận bất thiện trên mạng xã hội là tạo nghiệp ác. Trăm ngàn người như thế sẽ chiêu cảm suy khí. Để thay đổi phong khí quốc gia, chính mỗi chúng ta, mỗi gia đình y theo kinh thập thiện. Thập thiện nghiệp đạo làm nền tảng, nuôi dạy người sống thiện xa mười ác. Vì thế, giáo dục chân thiện là nền tảng hướng một người, hướng một gia đình đến xã hội an hòa phát triển, vận khí hưng vượng. Mệnh một người không thể thay đổi vận khí cả một quốc gia, nhưng có thể thay đổi chính bản thân mình,
làm tấm gương cho người trong nhà. Một gia đình nọ, cha mẹ thường lên mạng nói chuyện thị phi, đam mê vật chất. Trong nhà có những đứa trẻ hơn 10 tuổi, cũng có thói quen như thế. Đó là sự cộng nghiệp, là sự chiêu cảm. Một gia đình nọ học kinh và sống theo giáo lý trong kinh, cùng nhau cộng tu pháp lành. Khi kinh tế thế giới kém đi, thu nhập gia đình có phần giảm sút, công việc có phần ảnh hưởng. Nhưng tâm thái thì không, vì từ trường trong nhà ấy, từ trường chính những người trong nhà có nghiệp thiện ấy, không chịu sự chi phối bởi bên ngoài. Kinh Phật có câu, tâm tịnh cõi Phật tịnh. Phát nguyện của Khải Toàn mong muốn truyền tải đến người tu học, học Kinh Phật, xem Kinh Phật là triết học, là giáo học, không đặt nặng vấn đề tôn giáo. Phát nguyện của Khải Toàn mong muốn mang đến phong thủy tốt thật đơn giản, cho người tin nhân quả, để xã hội nước ta có vận khí hưng vượng. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.